Mẹ, hôm trước ở nhà hàng á, con thấy mẹ thích ăn súp, nên hôm nay con đi chợ về nấu súp cho mẹ ăn nè. Mẹ ăn thử coi có vừa miệng không mẹ? Đừng tưởng tiền của chồng thì muốn làm gì thì làm, đừng có học đồ làm sang như người ta. Dạ, tại con thấy mẹ thích ăn nên con chỉ mua về để nấu cho mẹ ăn thôi. Ngồi đi em, ngồi xuống. Anh ăn đi. Mời mẹ. Thích gì nổi. Thái độ của con lần trước với con Châu là mẹ không hài lòng một chút nào hết. May mà Châu nó nói đỡ cho con đó. Còn nữa, chuyện con lớn tiếng với chồng con ở ngoài đường như vậy, mẹ không hài lòng một chút nào. Mẹ, nhưng mà công nhận bữa ngoài nhà hàng ăn ngon thiệt ha. Đồ ăn ngon thiệt luôn á. Em đi mẹ. Dạ, con xin lỗi mẹ. Thái độ của con hôm đó hơi quá. Cho con gửi lời xin lỗi đến Châu. Thôi, nếu mà để nguội thì ăn hết ngon đó mẹ. Mẹ ăn thử coi có vừa miệng không mẹ? Ừ, công nhận ngon thiệt nha. Ngon hơn nhà hàng luôn á. Mẹ thấy sao mẹ? Có ngon không mẹ? Mặn như vậy làm sao mà ăn được chứ. Con thấy vừa miệng mà. Nhưng mà mẹ nói mặn, chắc là dưới quê con thường hay nấu mặn như vậy. Người ta hay ăn chắc mặc bền mà đúng không? Nấu thiệt là mặn để cho lợi cơm mà. Dạ, con rút kinh nghiệm, lần sau con sẽ bỏ ít muối lại. Cái này là nó đã ăn sâu vào trong máu rồi, khó mà thay đổi được lắm. Em ăn lẹ đi, còn đi làm nữa. Đi, ăn lẹ đi, em muốn cho. Em ăn xong rồi, em không đói. Mẹ, chút nữa tụi con đi làm á, nhà mẹ ăn hết, cứ lấy lòng bàn để lại, chiều về con ăn hết luôn, con thấy vừa miệng mà. Thôi bây giờ con cũng đi làm nha. Nè, mẹ thấy hai đứa đâu có cùng đường đâu, sao mỗi ngày cứ bắt thằng Bình con của mẹ chở đi làm hoài vậy? Mẹ, đồ ăn nếu ăn hết á, mẹ cứ lấy lòng bàn ụp lại. Mẹ chưa nói hết, con có phải là giám đốc bận rộn gì đâu hả? Cùng đường mà mẹ, mẹ cứ lấy lòng bàn ụp lại đi, rồi chiều về con ăn hết luôn nha. Tụi con đi làm, đi em, đi đi đi. Nói đến vậy mà vẫn bắt thằng Bình chở cho bằng được à? Bạn ơi, bạn lãnh lương rồi phải không bạn? Đúng rồi. Bạn đưa cho mình đi, mình đang cần tiền đó bạn. Bạn chậm mất một bước rồi. Mình vừa đưa cho mẹ chồng bạn hết rồi. Ủa sao vậy bạn? Mẹ chồng của mình đang cần tiền gấp hả? Thì mẹ chồng bạn nói là đang cần tiền cho nên mình đã đưa cho mẹ chồng bạn hết rồi. Ủa, nhưng mà sao bạn không hỏi ý mình gì hết vậy? Tại vì mình thấy cũng hợp lý mà. Với lại đưa cho mẹ chồng bạn thì cũng giống như bạn thôi, đều xài với nhà mà. Nhưng mà ít chứ anh phải hỏi ý em chứ. Bộ em là người tàn hình trong nhà này hả? Quyên, em, bạn. Bạn gì bạn? Thì tiền lỡ mình đưa cho mẹ rồi, đưa cho mẹ cũng giống như là của mình thôi, có gì đâu. Nhưng mà sao anh không nói với em trước? Thì tại sao phải nói với cô? Dạ mẹ, con. Mọi việc trong nhà này đều phải thông qua cô, đều phải xin phép cô hết phải không? Dạ không mẹ, ý con không Bình. Phải vậy. Dạ. Từ nay về sau, lương tháng của con đưa hết về cho mẹ. Cô Quyên, hôm nay mẹ chồng cô Quyên đã làm gì mà cô Quyên vẫn tiếp tục buồn vậy? Mẹ chồng tao muốn là từ giờ sẽ giữ lương của hai đứa. Cái gì? Thiệt luôn á hả? Trời đất ơi, thì riết bà về tao hết nói nổi mà. Chuyện vậy sao mà cũng làm được vậy trời? Không phải tao bực mình rồi nói mẹ tính toán chi ly, nhưng mà trời ơi, tao thấy ngại hết sức luôn á. Trời quá ngại luôn. Cái gì cũng phải xin rồi, cái gì cũng phải báo cáo hết trơn á. Rồi chồng mày nói sao? Nói làm sao? Tao ngồi đây là mày hiểu rồi. Thôi đi mày ơi, thì mày một cảnh thì tao cũng một cảnh, cũng đâu có hơn gì mày đâu. Ê hả? Thôi mệt quá, đừng nói chuyện của tao nữa. Mày sao rồi? Từ khi có gia đình chồng rồi sao rồi? Tao hiểu gia đình chồng, ban đêm qua đây ngồi nhậu nè.
Ôi mẹ ơi, mẹ đừng có nghĩ là mẹ khổ. Người khác đôi khi người ta cười vậy trong lòng tao cũng không có vui đâu. Tao nói thiệt mày chứ, bây giờ Andy mà có cầu hôn tao mà ở trên cung trăng á, tao cũng không lấy nữa, không chi trên du thuyền. Ê mày, ê, không được nói vậy nha mày. Ủa sao không được? Ê, dù gì mày cũng có chồng mày đứng về phía của mày. Thì chính vì nhờ ông đứng về phía của tao nên tao mới ngồi đây nè. Chứ ổng mà không đứng về phía tao hay như thằng Bình chồng mày ha. Oh, say goodbye. Ê, kiếm bài gì hát à? Em đi. Thôi. Đi đâu vậy? Mày hát nên là tao đi nhà vệ sinh. Vô dí con mẹ, tao đang á. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, lời ru điệu hát câu hò bốn ba 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 ba. Miền Tây. Ủa đi lẹ vậy? Xanh. Ê tao cái gặp cái phần này. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, hay quá. Ê, boy. Andy. Come on. Ủa, dạ. Trời ơi, sao trùng hợp vậy? Trời ơi, trùng hợp luôn á hả? Ờ, hai người ngồi đây lâu chưa? Anh ngồi nãy giờ mà anh không thấy. Ồ, vậy á hả? Ừ. Anh thấy thiệt luôn á hả? Thiệt mà, anh thấy là anh qua anh chào hỏi rồi. Thưa quý vị, chồng tôi đang nói thiệt nha quý vị, không có nói xạo nha quý vị nha. Thiệt mà. Ơi, cái xạo à. Uống đi. Bao giờ uống bia ở đâu mà tự nhiên có em uống bia xạo à. Đâu thì tại vì anh ở nhà á, tự nhiên cái thèm bia quá cái ra đây ngồi uống. Ở nhà không có bia mà. Trời ơi, hai người nói chuyện giống như chỗ không người vậy, không có tôi gì á. Thôi, nhường lại không gian riêng cho hai vợ chồng đó. Ủa, mày khùng quá, ngồi chơi chuyện hai chồng đó. Ừ, chứ đâu hả? Thôi về, chắc giờ về rồi chắc cũng có chuyện lớn thì ra rồi. Đợi chờ, bậy ông vậy mà nãy còn nồi kêu bia tao biết ngay mà. Thôi để đi đưa mày về nha. Thôi, để đưa về. Mấy nhiêu đây bia ăn nhầm nhò gì. Em về nha, nên đi. Đừng hận nha. Bye bye, đừng lo. Thôi đừng có buồn nữa nha. Không buồn đâu. Mới nói có chút xíu mà đã bỏ nhà đi rồi. Đúng là chẳng coi ai ra gì. Mẹ ơi, vợ con ra ngoài cho khỏi khỏi chút thôi à mẹ. Con sẽ về liền mà. Alo anh nghe. Ồ, anh biết rồi. Vậy hả? Ồ, được rồi, được rồi. Để anh ra đón liền nha. Đi đâu đó? Dạ, con ra đón vợ con về. Nó tự đi thì tự khắc về, không cần phải đón đưa gì hết. Dạ, đêm khuya mà mẹ, với lại vợ con về mình vậy nguy hiểm lắm, để con đi đón về. Anh buông ra đi. Em muốn say quá vậy hả? Em đã nói là em không sao. Em tự đi được, em tự đi được mà. Có chuyện gì vậy? Dạ, dạ con xin lỗi mẹ. Vợ con say quá, để con đưa cô lên nghỉ. Đây là gia đình gia giáo, không phải như dưới quê. Còn dầu có chuyện á thì mượn cớ rượu bia say xỉn la hét om sòm. Ai đời chồng đến tận nơi đón mà lại còn la chồng như vậy. Về nhà còn không biết lỗi, cư xử cho phải phép. Ủa, con đâu có la chồng con đâu mẹ. Tự đi được thì con nói con tự đi được, chứ có gì đâu mà cư xử không phải phép. Mẹ à, vợ con say lắm rồi, mẹ muốn dạy vợ con đi sáng mai vậy mẹ. Con đưa cô lên nghỉ. Đâu phải say xỉn thì muốn nói gì thì nói đâu. Thôi đi mẹ, cô say lắm rồi, bây giờ mẹ nói gì á cũng không có vô được đâu nha mẹ. Đi em, đi. Hôm nay muốn nhiều quá à. Nghỉ ngơi sớm đi, rồi sáng mai xuống xin lỗi mẹ. Em làm gì sai mà xin lỗi?
Trước giờ anh thấy em cư xử nhã nhặn, suy nghĩ thấu đáo. Vậy tại sao ngày hôm nay em có thể nặng lời với mẹ vậy? Em có biết là em làm như vậy mẹ buồn vợ chồng mình lắm, em biết không? Vậy lúc em buồn đó, anh có quan tâm đến em không? Anh có biết lý do tại sao mà hôm nay em lại cư xử như vậy không? Em ngủ đi, mai mình nói chuyện. Đúng rồi, một người mà hàng ngày cư xử phải phép như em, sống cam chịu như em, nhưng mà đến một lúc em phải nói ra hết những tâm tư của mình, làm với em mà áo mất đến mức nào không? Người khác không biết thì thôi, còn đằng này anh là chồng của em, anh biết rõ những gì mà em phải chịu đựng. Vậy mà anh làm ngơ, anh không chịu hiểu. Anh hỏi lại bản thân mình đi, anh có thật sự là chồng của em không? Anh làm tất cả những gì là cũng chỉ muốn em và mẹ sống hòa hợp với nhau. Đúng rồi, anh muốn em sống hòa hợp với mẹ, cho nên anh bỏ mặc em. Anh không cần quan tâm đến cảm xúc của em. Cũng có lúc mẹ sai vậy, mẹ la em vô cớ, vậy những lúc đó đó, anh có lên tiếng để bảo vệ em không? Em à, anh chỉ có một người mẹ. Cho dù mẹ anh có phải quấy thế nào, chúng ta cũng phải ráng tôn trọng mẹ chứ. Để cho anh có mấy người vợ. Ý anh nói là bỏ mặc vợ anh vì mẹ của anh đúng không? Ý của anh là... Thôi, nếu như em đã nói như vậy, anh không còn gì để nói nữa. Nhất định mình sẽ nắm tay bạn đi hết đoạn đường này. Hứa nha. Hứa chứ. Mình không quan tâm người khác nghĩ gì. Điều quan trọng nhất là mình với bạn sống hạnh phúc là được. Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Dù không có được cuộc sống màu hồng như người khác, nhưng chỉ cần anh luôn cảm thông chia sẻ, mình vẫn sẽ cố gắng tiếp tục. Mẹ trong nắng sau.